Cả thế giới ngỡ ngàng, chàng trai Việt chế tạo thành công phi thuyền không gian khiến giới chuyên môn dậy sóng. Từ trước đến nay, vũ trụ và không gian luôn là lĩnh vực mà con người muốn nghiên cứu, tìm tòi, khám phá sâu hơn. Bằng chứng là hiện giờ các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ và Nga vẫn đang miệt mài rót tiền đầu tư cho lĩnh vực này và đã đào tạo được những tiến sĩ với kiến thức chuyên môn sâu rộng. Việc chế tạo thành công phi thuyền và không gian, ai, một nhà khoa học nào đó trên thuộc các cường quốc lớn này á? Không, tác giả của chiếc phi thuyền ấy chính là một anh chàng người Việt Nam. Việc thử nghiệm thành công khiến giới khoa học ngỡ ngàng, làm chấn động dư luận thế giới. Vậy anh chàng đó là ai? Liệu có chế tạo được phi thuyền thật không? Hãy cùng Bỏ Thông Thái tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Có lẽ với bất kỳ ai, ở độ tuổi nào, nếu quan tâm hoặc đam mê máy bay mô hình ở Việt Nam, hẳn không còn xa lạ với chàng trai trẻ có cái tên Phạm Gia Vinh, bởi giới thích điều khiển động cơ bay ít nhiều đã từng gặp hoặc nghe tiếng Vinh trên cương vị chủ nhiệm câu lạc bộ máy bay mô hình phía Bắc với rất nhiều các mẫu máy bay được các bạn trẻ đam mê. Chàng trai thuộc thế hệ 8X này còn là giám đốc công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Đông Giang, một trong số ít công ty chuyên biệt nghiên cứu và sản xuất máy bay không người lái ở Việt Nam. Được biết, Phạm Gia Vinh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm ngoại giao, nên từ nhỏ anh đã được theo bố mẹ sang Đức, nơi đây đã nhóm lên tình yêu của anh với khoa học, đặc biệt là niềm đam mê với máy bay. Anh Vinh tâm sự, thuở đó tôi vô tình lạc bước tới một cửa hàng ở Đức và bị ngợp vì thấy người ta bán rất nhiều máy bay mô hình. Đôi chân tôi níu lại, đôi mắt thì dán chặt vào những mô phỏng máy bay và ngắm chúng rất lâu. Rồi suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu rằng tại sao mình không tự làm ra chúng và điều khiển chúng bay được. Nhưng anh cũng chỉ mới suy nghĩ thế thôi chứ vẫn chưa bắt tay và thực hiện ngay. Câu chuyện bẵng đi mãi đến khi anh tốt nghiệp cấp 3 rồi sang Pháp học chuyên ngành điện, điện tử công nghiệp, điều khiển tự động tại Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp INSA de Rennes. Đây được coi là cái nôi đầu tiên để chàng trai trên cương vị chủ tịch Hội Du học sinh Việt Nam tại thành phố Rennes, Pháp biến ước mơ thuở nhỏ của mình thành hiện thực. Trong 5 năm theo học, Vinh trở thành chủ tịch câu lạc bộ hàng không của trường, được cấp chứng chỉ huấn luyện viên và bay biểu diễn. Tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, anh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại trường đại học Paris 12. Bước chuyển tiếp nối khiến khát khao về những chiếc máy bay có thể bay được trên bầu trời càng cháy bỏng. Từ lý thuyết bước ra thực tế, trong thời gian thực tập, Phạm Gia Vinh làm việc cho công ty MID, đơn vị chuyên sản xuất máy bay mô hình hàng đầu thế giới. Được đào tạo bài bản, cộng thêm kinh nghiệm, Phạm Gia Vinh được nhiều nơi ở Pháp lẫn châu Âu mời về làm việc với đãi ngộ hấp dẫn. Nhưng anh Vinh không chút do dự đưa ra lời từ chối với các doanh nghiệp châu Âu và quyết định về Việt Nam để bắt tay và thực hiện ước mơ được tự nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái. Đặc biệt hơn cả mà theo anh chia sẻ, đó là được đóng góp chút trí tuệ nhỏ bé của mình cho ngành công nghiệp còn non trẻ này ở Việt Nam. Vào thời điểm đó, ở tuổi 25, Phạm Gia Vinh đã thành lập công ty và trở thành người điều hành. Nhưng làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng? Ngày mới bắt đầu, anh bắt tay vào việc phát triển các loại máy bay và khí cụ bay không người lái. Những sản phẩm đầu tiên ra đời là máy bay không người lái tự động và bán tự động M94, M96, phục vụ huấn luyện phòng không. Để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, ưng ý và hoàn hảo nhất, thì các máy bay mô hình phải trải qua những cuộc thử nghiệm bay và kết quả là cũng có kha khá máy bay bị rơi. Thế là tiền tan tành mây khói, thiệt hại vô cùng lớn vì các thiết bị lắp đặt đều được nhập khẩu với giá thành rất cao. Tuy có nền tảng vững chắc, nhưng Vinh và các cộng sự đã trải qua 6 năm miệt mài nghiên cứu, tìm tòi với những lần thất bại nhiều đếm không xuể. Đến tháng 2 năm 2014, Phạm Gia Vinh hình thành nên một ý tưởng chế tạo một thiết bị có thể bay được ở trần cao gấp 3 đến 5 lần máy bay thông thường. Dù biết thế giới đã có sản phẩm tương tự, Vinh vẫn quyết cho ra đời thiết bị bay made in Việt Nam. Điểm khác biệt của khí cụ bay do Đông Giang chế tạo là khả năng thu hồi chính xác thiết bị sau khi hoàn thành thử nghiệm, tránh thất lạc và giảm chi phí tìm kiếm, thu hồi, giữ an toàn cho các dụng cụ đo đạc đắt tiền lắp đặt bên trong.
Hơn nửa năm miệt mài, nhiều đêm nghiên cứu, Phạm Gia Vinh cùng các cộng sự của mình đã chế tạo ra phi thuyền không người lái có trọng lượng 600 kg với trần bay từ 30 đến 50 km với thời gian bay có thể lên tới 1 tuần. Những ngày đầu năm, Vinh âm thầm mang khí cụ đi nước ngoài bay thử. Anh phối hợp với một công ty công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu của Singapore tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Singapore đã thành công. Sản phẩm đạt 80% yêu cầu, được các đối tác và khách hàng đánh giá cao. Ở lần bay này, trần bay của phi thuyền đạt mức 23 km với bán kính bay là 150 km trong vòng 7 giờ đồng hồ. Ở độ cao này, Vinh cho biết nó đã vượt xa tầm hoạt động của các máy bay dân dụng đang có trên thị trường thế giới. Nhưng Vinh vẫn chưa thỏa mãn với những gì đã đạt được. Anh lại tiếp tục mang chiếc phi thuyền đến thành phố Hyderabad, Ấn Độ để thử nghiệm lần thứ hai và đã thành công ở độ cao 29,5 km, duy trì trong thời gian 110 phút và có thể lên cao hơn. Ngay lập tức, phi thuyền của Phạm Gia Vinh đã gây chú ý lớn với cộng đồng quốc tế. Ai ai cũng phải mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe tin Việt Nam chế tạo thành công phi thuyền. Sau đây là một số bình luận mình thu thập được. Việt Nam cũng làm ra được phi thuyền không gian sao? Lại còn được làm ra từ một chàng trai còn rất trẻ. Cả thế giới đều rất chào đón sáng chế này của anh ấy, nhưng có vẻ trong nước thì lại lạnh nhạt, chẳng mấy ai quan tâm nhỉ. Việt Nam làm được cả phi thuyền không gian sao? Thật không thể tin được, bạn chắc chắn đây là thông tin chính xác chứ? Nếu là một quốc gia nào đó như Mỹ và Nga, nói sản xuất được phi thuyền không gian thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đây là Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé ở châu Á cũng làm được. Bất ngờ thật đấy. Thực tế công trình của Phạm Gia Vinh và cộng sự có thể sử dụng được trong rất nhiều lĩnh vực, từ phục vụ an ninh quốc phòng đến các mục đích dân sự, nghiên cứu công nghệ vũ trụ, thực hiện các thí nghiệm y học, môi trường, nghiên cứu khí quyển cao của trái đất. Từ độ cao đó, thiết bị bay có thể gửi dữ liệu, ảnh đa phổ trực tiếp về hiện trường, mang camera để chụp các hình ảnh có độ phân giải cao truyền về trái đất. Thiết bị có thể giúp các nhà khoa học có thể tìm hiểu nguồn nước, độ phủ xanh của đất, quan sát được mầm bệnh của cây trồng, quan sát nghiên cứu sự hình thành đường đi của các cơn bão. Có thể thấy người Việt, trí tuệ Việt đang dần khẳng định mình không hề thua kém bất kỳ kỹ sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới nào. Trên con đường hội nhập và phát triển của đất nước, người Việt Nam có quyền tự hào về những nỗ lực của mình đối với các lĩnh vực nghiên cứu. Dù lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, thì chúng ta đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu của các quốc gia và quốc tế. Tự hào lắm, hai tiếng, Việt Nam. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về phi thuyền Made in Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để cùng xem nhiều video khác cùng Bỏ Thông Thái nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.